Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của bên Tuấn Mô Tô. Hôm bữa giờ cũng bận quá, không có thời gian để mình giới thiệu cho anh em những mẫu xe Master này nè, đang hot thị trường hiện nay. Rất là nhiều anh em mua dòng Honda Master này, màu đỏ nha. Màu đỏ là đời có vô đạp anh em. Đó. Hôm bữa giờ cũng bận lắm, không lên được cái mẫu này cho anh em. Cũng rất là nhiều anh em hỏi mấy dòng này. Nên hôm nay thì bên mình sẽ review cho anh em xem mẫu Honda Master 2 125. Anh em nhớ ha, màu đỏ là nó có vô đạp anh em, màu đen là nó không có vô đạp. Anh em mình để ý xe này là ring nha. Xe ring rất là đẹp luôn, máy móc cực kỳ êm, bô ring theo xe. Vỏ trước vỏ sau là vỏ không rục ha, gai còn khá là sâu luôn. Xe màu đỏ, xe là không có té ngã chạy bể gì hết nha. Màu đỏ ring nha, nước sơn ring, tem ring rất là đẹp. Phục nè, rất là đẹp anh em, dài rồi không có bị mục gì hết nha. Đó. Con này thì chủ xe có gắn cho mình một cái ống đèn LED phía trước rất là đẹp luôn. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho mình. Hiện tại con này bên cửa hàng mình bán ra với giá là 31.500. Giá này là bên em bao ship cho anh em luôn. Đó, bao ship cho anh em luôn. Con này là máy ring nha. Đồng hồ tua máy nè, vẫn hoạt động nè, đồng hồ km vẫn hoạt động luôn và bô xăng bô số là vào hoạt động bình thường hết nha anh em. Đấy, anh em xem con này, yên nè, rất là đẹp luôn. Mẫu này thì máy rồi em, đèn xi nhan rồi riêng theo xe hết anh em, còn khá là mới luôn. Con này thì khá là ok, anh em nào mua thì liên lạc cho mình. Số điện thoại là 0369 669 659. Con này thì hiện tại bên cửa hàng mình đang bán ra với giá là 31.500. 31.500, con xe đẹp như vậy nha. Đây, xe này nhìn đồ rất là đẹp nha anh em, riêng theo xe hết, ốc tán rồi riêng theo xe hết, mình sân con riêng, IC riêng, sạc riêng đồ anh em. Nói chung là về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Đó. Phục mấy con này anh em đi xa rất là ok luôn, rất là tiện lợi cho mấy anh em nào lớn lớn tuổi anh em mua, anh em đi chơi này, đi phượt, đi uống cà phê rồi tiệc tùng luôn. Mấy dòng này thì nhẹ nha, 1m50, 1m55 là anh em mình vẫn sử dụng đi bình thường. Đó, máy anh em nào mới tập chơi anh em mua mấy con này anh em đi nó cũng rất là khỏe luôn anh em. Nó trên này đồng hồ, nó có đồng hồ tua máy nè, đồng hồ km nè, đồng hồ bố số đầy đủ, anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu hết, rất là tiện lợi luôn. Đó. Con này thì về chỉ việc con này đèn lái trước luôn rất là sáng nè, đèn lái trước luôn rất là sáng nha. Rồi, xi nhan đồ đầy đủ hết anh em, cực kỳ ok luôn. Con này thì anh em mua về chỉ việc đi thôi, không cần làm thêm bất kỳ cái gì. Giá con này hiện tại bên cửa hàng mình đang bán ra với giá là 31.500, giá này là bao ship vận chuyển cho anh em luôn, anh em không tốn tiền ship nha, giá này là bao ship cho anh em mình luôn. Con này nhông xin đĩa còn tốt anh em, vỏ trước vỏ sau là vẫn còn ok luôn. Đó, anh em mình ha, vỏ này là vỏ không rục nha, vỏ không rục anh em. Con này xem, con này vỏ trước là vẫn còn ring luôn anh em, vẫn còn ring luôn, đời nó bao nhiêu năm coi vỏ trước này vẫn còn ring luôn theo xe luôn mà, đời 2009, con này đời 2009 nha, vỏ đắp của nó vẫn còn nguyên, vỏ trước là vẫn còn ring theo xe, đắp của nó là đời 2009, 2009 màu đỏ là anh em để ý nó có vô đạp nha. Coi giờ sau rồi, giờ sau thì chắc cũng hai rồi chứ không còn riêng đâu. Giờ sau thường thường giờ sau nó hay màu trước này, vì giờ sau là nhiều lúc người ta đi người ta chở rồi thì nó sẽ màu trước mà thay trước với là giờ sau, nhiều lúc người ta cũng thích cái gai riêng người ta thay cái gai khác vô, nói chung là chuyện bình thường. Con này nước sơn riêng nha, tem riêng, giờ yên đồ riêng nha anh em, rất là mới luôn. Vô riêng nha, vô riêng nổi tiếng rất là ẩm em, nói chung là hoàn hảo hoàn chỉnh. Dài phía sau vẫn còn mới luôn, kiến hậu riêng theo xe, bi đông lộ riêng theo xe nha, và cái bộ phận con tắc cùm nè riêng theo xe hết, riêng theo xe hết. Máy con này rất là nhà nổ anh em, đề rất là nổ, rất là nhẹ luôn. Anh em nhớ xem hết video nha, anh sẽ review quay chạy thử cho anh em các kiểu cho anh em luôn. Anh em xem, anh em nào cần thì anh em liên lạc cho mình. Đây, để em quay sơ một vòng rồi em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Cái phone xe này khá là đẹp luôn, nó về Honda Master, cái phone này cực kỳ ok, rất là đẹp. Đó, anh em thấy cái phone này rất là tuyệt vời luôn anh em. Đó, giá chỉ có 31.500, giá này là bên em bao ship nha. Còn nếu như anh em nào mà ở gần anh em tới địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình sẽ phí giá xuống cho anh em, phí giá xuống cho anh em để anh em có xe. Xe thì máy móc ok, bình đề càng đèn đầy đủ hết, về chỉ việc sử dụng thôi. Đây, nhìn rất là sáng anh em, nhìn con xe rất là đẹp. Đó, xe này tuyệt vời. Hôm bữa giờ cũng rất là nhiều anh em dặn mấy dòng này rồi nhưng mà em bận, không có thời gian rảnh để quay video giới thiệu cho anh em. Nên hôm nay thì em lôi con này ra để quay video giới thiệu cho anh em. Đó, anh em nào có ý muốn mua thì liên lạc cho mình để em chạy thử một vòng cho anh em mình xem con xe này nha. Anh em nhớ xem hết video. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh bên cửa hàng mình thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em nha.
Để em chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Rồi ok anh em, để em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem một vòng hai vòng, cũng giống như là nhiều cái tư thế chạy, tư thế chạy rồi tư thế ngồi nó phù hợp với anh em nào không, anh em nào cũng thấy phù hợp thì người ta thì liên lạc cho mình nha. Con này thì thấp chứ không có cao, 1m50, 1m55 là anh em mình có thể sở hữu đi vô tư luôn. Nó vì dòng xe này thì nó khá nhẹ, anh em có thể lớn tuổi anh em đi được luôn. Đây, máy móc thì số con này rất là dễ chạy nha, số con này là số tới anh em, giống như số CD á, 1 trước 2 3 4 5 là mình đi dậm phía trước luôn. Đây, rất là tiện lợi. Máy móc này anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu trên đồng hồ, xí nữa em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây, mấy con này rất là nhẹ anh em, rất là nhẹ, mấy con này anh em chạy là ok luôn. Lợi xăng 125 thì nói chung là phân tối của nó 125 thì nó cũng rất là thích hợp cho anh em mình đi với cái đường của Việt Nam mình rồi, cũng không cần mạnh không luôn nè, không cần mạnh không, phục nhúng cực kỳ ok luôn nè. Mấy con này thì anh thấy khá là ok rồi đó. Số của nó thì anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu, rất là tiện lợi, rất là dễ chạy luôn nè. Trời cũng sắp mưa á, em cũng quay tranh thủ quay video nhanh lên để cho trời mưa để giới thiệu cho anh em. Nói chung hôm bữa giờ cũng bận bịu quá, không có thời gian rảnh để mình giới thiệu cho anh em, nên hôm nay thì em cũng tranh thủ lôi con xe này ra, vì đẹp quá mà bữa giờ cũng quên con xe này luôn. Hôm nay thì mình lôi con xe này ra để giới thiệu cho anh em. Đây, em sẽ quay cho anh em xem từng chi tiết con xe ha. Con này là bóng trước, bóng LED ha, xi nhan đồ riêng theo xe, đèn riêng hết, logo mắt mèo rồi là riêng hết nha anh em, riêng hết, rất là đẹp. Đây, anh em nhìn ha, logo mắt mèo rồi, nói chung đèn rồi, nói chung là còn đồng hồ rồi, hoạt động bình thường hết nha. Các chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường hết, anh em mình về chỉ việc sử dụng thôi, đâu cần làm thêm cái gì đâu nè. Đó, mình tắt cái đèn nha, để anh em mình dễ ha. Dễ quan sát hơn, quay cái đèn là nhiều lúc quay cái đèn lên thì nó chói. Vỏ của nó thì vỏ trước là vỏ không rục ha, vỏ trước thì vẫn còn riêng theo xe, nói chung là khá là đẹp, về không có bị mọc bể gì hết nha, phục thì rất là đẹp luôn anh em. Bánh mâm thắng đĩa, bánh mâm thắng đĩa trước, vỏ riêng theo xe. Bách của nó là 209, đời 209 là đời cao nha, 209 là đời cao, có giờ đạp luôn anh em. Đây, bách của nó nè, 209 này, đây, đất của nó nha, đất xe của nó nè, 209 này, vẫn vỏ trước vẫn còn đi theo xe, lá đĩa là chưa có màu như thế này, nhìn rất là đẹp, bước mắt lắm, đó, nhìn ha, đồ đạc trên xe thì em thấy vẫn còn đẹp. Bên mình bán là có ship xe đi các tỉnh luôn anh em ở tỉnh ở xa mà anh em không lên được địa chỉ cửa hàng mua, bên mình vẫn có chương trình ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Nếu như anh em ở gần là đích thân nên sẽ chở xuống cho anh em, bên mình là bao ship như là Phan Thiết nè, Đồng Nai nè, Long Khánh nè, Bình Dương nè, Tây Ninh nè, Vũng Tàu nè, rồi nó về hướng về miền Tây là các tỉnh luôn, các tỉnh luôn, là bên mình vẫn bao ship cho anh em luôn, bao ship các tỉnh cho anh em mình luôn. Đó, rất là tuyệt vời nha. Hôm nay đồ rất là đẹp nè, nói chung đồ rất là đẹp. Hôm bữa giờ cũng quên quay video giới thiệu cho anh em xem con xe này, cũng rất là nhiều anh em hỏi mấy dòng này mà hôm bữa giờ bận quá, không có thời gian, không có thời gian để quay video, cứ lo tranh thủ quay mấy con rebel không à. Còn mấy con này khách hỏi rất là nhiều mà em quên quên giới thiệu cho anh em. Đây, nhìn tóc máy rất là đẹp nha, đồ đi chân ngọt, nói chung còn tuyệt vời anh em. Số con này rất là dễ chạy nha, hợp với nó, về hợp số con này thì anh em rất là dễ chạy, anh em mới chơi thì anh em đi được. Cần số của nó là cần số 2 chiều, số 1 anh em dậm phía trước, 2, 3, 4, 5 thì anh em vẫn dậm phía trước luôn, khi nào anh em về số thì anh em dậm đã phía sau thì nó chỉ về số thôi. Con này lắp máy Honda nha, dòng này là Honda anh em, đồ rất là đẹp. Mấy dòng này thì phụ tùng sửa chữa, con này thì bên mình có bán đầy đủ hết. Đó, có bán đầy đủ hết cả trong đổ. Bên mình có bán đầy đủ phụ tùng ha, như là bình xăng nè, tem nè, cốp nè. Nói chung tất cả các thứ, nhông sinh đĩa, vỏ nè, dây yên nè, bên mình có bán hết luôn. Cản nè, đèn xi nhan, đèn trước, nói chung là đồng hồ, đồ chi là cầm này nè. Nói chung tất cả các thứ trên xe là bên mình có bán đầy đủ hết, anh em yên tâm. Nói về hộp số con này thì anh em chạy số bao nhiêu nó sẽ báo trên này số bấy nhiêu. Số màu thì nó sáng trên nha, anh em đi số 1 nó sẽ báo cho mình số 1 nè. Đó, số 1 nha. Đó, số 2 nè. Đó, 2 nè. Số 3 nè. Số 4 nè. Số 5 nè. Đó, anh em thấy không? Về bông màu nè.
đó, rất là đơn giản luôn. Đây là đồng hồ tua máy của nó, anh em vô ra thì nó sẽ lên đó, còn km của nó thì anh em chạy nó mới lên, km của nó thì anh em chạy mới lên. Còn xi nhan của nó này hoạt động hết anh em đó, đây này đầy đủ hết nha anh em đó, anh em thấy rất là ok. Nó về dòng xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi, con này thì em thấy cũng rất là hoàn hảo hoàn chỉnh luôn anh em, xăng đồ đẹp đó. Yên nè, là yên rất là mới nha, đây yên ring luôn anh em, yên ring luôn hồi xưa tới giờ luôn, yên ring luôn chưa có thấy nè. Con này thì biển số 60 Đồng Nai 52253, nói chung là số đẹp. Ừ. 31.500 giá này là vì giá bên em bao ship nha, à, bao ship cho anh em mà xe đẹp, xe đẹp mua về chỉ việc sử dụng thôi đó. Giá này bên em bao ship tặng nơi cho anh em mình luôn. Còn nếu như anh em mà ở gần, anh em tới địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình sẽ fix giá xuống cho anh em, để anh em đổ xăng đồ anh em chạy về anh em đó. Vì nói chung là ship xe, nhiều con xe bên mình ship ra ngoài Bắc rất là tốn nhiều tiền. Đây, đồ đạc của nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Anh nhìn ha, rất là mới nha, đồ của nó còn chất lượng anh em, đồ Honda thì anh em hiểu rồi, nó rất là chất lượng luôn đó. Đời này có dừa đạp luôn cho anh em mình luôn đó. Có dừa đạp hay không dừa đạp thì nó cũng như nhau, màu đỏ thì nó có dừa đạp, màu đen thì nó không có dừa đạp. Còn mấy dòng này anh em đề nó rất là nhẹ nổ nè, đề nó lớn anh em chỉ cần kích hoặc là nó nổ thôi, kích hoặc là nó sẽ nổ ngay đó. Hôm bữa thì bên mình có hai con, một con màu đen, một con màu đỏ. Màu đen thì bên mình bán rồi, còn hôm nay có con màu đỏ này, đẹp hơn con màu đen nữa. Hôm bữa giờ cũng quên quay video giới thiệu cho anh em, con này kiến rồi còn riêng hết cho này, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Phone xe con này nhìn cũng rất là đã mắt luôn anh em nhá, rất là tuyệt vời anh em, nhìn quay video rất là sáng, màu đỏ nữa nhìn rất là sáng, nhiều anh em thích màu đỏ. Đây, hôm nay thì có màu đỏ luôn đó, đầy đủ các chức năng. Xe này là xe ring nha, không độ không dế gì hết. Còn những dòng xe độ xe dế thì có thể là bán rẻ. Nói chung xe độ xe dế thì bên mình không có chơi, bên mình chỉ có là chuyên xe ring thôi, chuyên xe ring, xe chất lượng đó, là bên mình chơi đó, anh em để ý ha. Đây, có phone xe, mẫu xe này thì khá là thích hợp cho anh em Việt Nam mình, thị trường Việt Nam mình chơi, giá thành nó rẻ, chất lượng Honda, phụ tùng thay thế con này thì rất là dễ. Bên mình có bán phụ tùng thay thế hết cho anh em nào có cần mua phụ tùng thay thế nha, dòng xe mô tô thì anh em liên lạc cho bên mình có bán phụ tùng xe cho anh em mình thay thế hết. Đó, xe này ring hết cho anh em. Đó, mẫu này mà anh em gắn một cái thùng phía sau nữa là đúng đẹp luôn, đúng đẹp luôn. Đó. Và cái là anh em mình mua xe bên mình mà anh em cần hỗ trợ cái túi da bình xăng thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em nha, không tốn tiền nha anh em. Đó, hỗ trợ túi da cho bình xăng cho anh em không tốn tiền, mà mẫu này nó đẹp rồi nên thành ra mình không gắn túi da bình xăng, nó quá đẹp luôn đó. Anh em mua được mà anh em cần túi da bình xăng thì anh em nói với em sẽ hỗ trợ cho anh em không tốn tiền nha, túi da bình xăng luôn đó. Vậy đó anh em xem, nếu như anh em thích hỗ trợ túi da bình xăng thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em miễn phí không tốn tiền, nói chung là của anh em. Rồi, anh em nào xem video bên cửa hàng mình mà anh em chưa bấm đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sau về cửa hàng mình đăng lên hơn nha. Video này thì mình sẽ tạm ngưng video này và cảm ơn anh em rất là nhiều đã nhiệt tình và xem video bên cửa hàng Đúng Mô Tô cũng như là ủng hộ xe bên cửa hàng mình trong thời gian vừa qua khá là nhiều. Cũng nhiều anh em cũng chưa quen biết ha, chỉ có biết qua trên video thôi, trên YouTube thôi. Cũng nhiều anh em rất là tin tưởng mua xe bên cửa hàng mình. Mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã nhiệt tình, nên nhiều anh em ở ngoài Bắc nè cũng mua xe rồi. Nói chung là Nha Trang, Phan Thiết, miền Tây rồi Vũng Tàu rồi cũng mua xe bên cửa hàng mình khá là nhiều và đã tin tưởng ủng hộ bên xe bên cửa hàng mình. Trong lúc làm video thì có gì sai sót thì mời anh em mình góp ý bỏ qua ha. Đó, trong lúc làm video thì nói chung là nhiều người, 9 người là 10 ý anh em. Nói chung người thích ý này, người thích ý kia nên thành nó mình không có đáp ứng đủ được. Nhưng mà có gì sai sót thì mong anh em mình góp ý bỏ qua. Đây, còn xe thì bên mình quay video xe thật. Đó, mô tả đúng sự thật, đúng xe, đúng chất lượng xe nha. Đó, anh em mua xe nào thì anh em cứ kết bạn Zalo cho mình, số điện thoại bên góc màn hình. Em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em xem.
anh em cũng thấy ok, muốn chốt xe ở xa, muốn chốt xe thì đích thân anh sẽ chở tới tận nơi cho anh em mình luôn. Còn anh em nào mà ở ngoài Bắc xa quá thì bên mình sẽ gửi tàu lửa ha, cho nó an tâm, xe nó chất lượng, anh em gửi tàu lửa thì nó không có bị cày bể gì hết, nó rất là ok. Còn gửi xe gửi mà bỏ lên xe đò xe này xe kia thì nó sẽ bị cày bể rồi này kia đó, anh không thích. Cùng tiền ship, phí vận chuyển, bao ship thì bên mình sẽ bao ship cho anh em hết, anh em không phải tốn một đồng tiền ship nào hết, cũng không tốn một cái khoản tiền nào về ship hết, anh em chỉ trả đúng tiền xe thôi là bên mình có thể ship tận nơi cho anh em mình luôn, có thể ship tận nơi cho anh em mình luôn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em mình video sau sẽ tiếp tục review giới thiệu mấy mẫu xe cho anh em xem. Anh em nào cần mua những xe nào thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng bên mình nha, ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em lựa chọn cho mình con xe ưng ý ha. Hoặc anh em ở xa thì có thể xem qua YouTube ha, video, hoặc anh em có thể kết bạn Zalo, bên mình sẽ gửi hình ảnh thông tin xe cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.